Và đây là 12 con tôm càng xanh nướng mỡ các bạn. 1 ký 18 con. Đặt mua từ bên phía tổ trưởng và ủy ban phường. Tuy nhiên có 6 con không được ngon. Nếu không muốn nói là nó bị hư rồi. Đó, mình đang nướng ha. Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 3 giờ chiều ngày 26 tháng 8 năm 2021. Ở đây có một số mặt hàng mà tổ trưởng tổ dân phố gửi về cho các thành viên trong tổ á, nói chung là các hộ dân á. Đây họ bán mặt hàng như thế này các bạn. Rồi đọc đi Quỳnh. Ổi Đài Loan 3 kg 40 ngàn, ổi Nữ Hoàng 3 kg 50 ngàn, cam mực 3 kg 60 ngàn, cam sàn 3 kg 70 ngàn, đu đủ 5 kg 50 ngàn. Giá rẻ gì vậy trời? Cốc Thái 3 kg 50 ngàn, thơm 5 kg 40 ngàn, dừa 2 trái 30 ngàn, xoài 3 kg 70 ngàn, chanh 3 kg 30 ngàn, chôm chôm 3 kg cũng 30. Rồi, chôm chôm khả năng rẻ dữ vậy trời. Ớt làm sẵn 1 kg 120, tôm càng xanh 1 kg 160. Bây giờ bên mình sẽ gọi đến cho tổ trưởng để đặt hàng các bạn, đặt xong số hàng. Thì hồi nãy có tìm hiểu là cái nguồn hàng là từ bên ủy ban nhân dân chuyển xuống tổ trưởng, nói chung là họ bán đó. Đó. Bây giờ là mình sẽ đặt hàng ha. Dạ. Bánh mì bán sao? Nói đi. 5 mẫu bánh mì 20 ngàn. Rồi 6 cái bánh hamburger á, không á anh. Ờ, hamburger không. Sandwich á 30 ngàn luôn. Hamburger mua về làm gì ta? Đó là chỉ cái bánh không đó. Cái bánh không. Về nhét gì vô ăn? Trứng vô hả? Trứng, ờ, trứng với lại bò, hồi đó ăn bò. Về kiếm đâu nhân cái đó. Ờ, thôi thì khỏi mua. À, chị Vi ơi, bây giờ em nghe nói là cái nguồn hàng này là của ủy ban nhân dân phường 12 phải không chị? Chị ở nhà 2K đúng không? Không, em mới Quỳnh nè. Ờ, cái này là đặt đồ ăn, ủy ban kiếm được cái chỗ để đặt đồ ăn cho mình. Ờ, à, vậy đồ ăn này có bao tươi sống mình không? Hả? Bao ngon không chị? Cái này không có biết, cái này của công ty T-Food gì đó, bây giờ mình đặt khoảng bây giờ mình đặt là ngày mai là 2 ngày nữa mình sẽ có không chị? Ngày hôm hải sản là ngày mai mới cơm thì 29 tây mới có. Rồi bây giờ mình kéo dài cho đến bạn một tuần luôn không chị, ngày nào đặt cũng được phải không? Không có, ngày mai đặt rồi xong rồi 2 ngày sau của ngày mai mới có. Dạ. Chỉ ngày mai thôi. Dạ. Giờ chị chốt đơn giùm em đặt mấy cái này nè. Gà Quỳnh hả? Ờ, em với Quỳnh. Quỳnh ghi giấy đi Quỳnh, xong rồi mai sáng đem giấy lại. Tại ngày mai mới chốt được, em cứ ghi giấy đi, xong mai sáng rồi kẹp tiền ghi giấy rồi đưa chị luôn. Dạ, dạ. Ok, dạ. Thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội toàn thành phố với nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó. Alo chị, em bé Quỳnh nè. Ủa cái combo này mình kéo dài tới hết tháng 9 luôn phải không chị? Hay là chị? Không, hồi nãy mới nói xong. Ờ, ngày mai là hạn để đặt trái cây thì đặt tới 3 giờ chiều thôi. Ờ, là 2 ngày sau mới có. À là chỉ có được 1 ngày sau, kể từ ngày mai. Là chỉ có được 1 lần thôi phải không chị? Ờ. Có nữa thì sẽ thông báo tiếp. Dạ, cảm ơn nha. À, hiện tại là khoảng độ 9 giờ tối ngày 29 tháng 8 năm 2021. Thì hôm bữa mình đã đặt tôm càng xanh. Trời đang mưa các bạn nha, nghe tiếng mưa. Và tôm càng xanh đã về. Như vậy là từ ngày 26 tháng 8 tới 29 tháng 8 là khoảng độ 3 ngày. Đặt 3 ngày hàng mới về. Bữa từng con Quỳnh, con có ngon không Quỳnh ơi? Nhưng mà nó bị tuổi này. Ờ, nó bị lông đầu ra đúng không? Bông đầu ra rồi. Đây là 1 kg tôm càng xanh các bạn ha, giá 160 ngàn đồng. Trời ơi, nó đỏ má que chứ không anh ơi. Cái này là từ bên mình đặt hàng bên tổ trưởng qua ủy ban nhân dân. Anh sao? Khác.
Không, cứ quay đi bình thường thôi. Không biết cái này cân đủ ký không? Tới đâu này tới đó chứ sao em vậy? Em nhắm chắc không quay được không đủ đâu. Nếu mà tôm càng một ký mười mấy con á, tại em bán tôm tí. Không quan trọng là ngon hay không thôi. Có phải nhìn nó không có tươi lắm đúng không? Là hư rồi đúng không? Hư hoàn toàn đúng không? Ăn được, bầm cái thịt nó ra. Nhưng mà cái đầu là hư rồi. Không phải cái con tâm là phía sau nó nhập đá, nó thiếu đá anh. Thiếu đá à? Thiếu đá. Bởi vì người ta bán tôm người ta phải được nhập đá liền liền. Ừ. Cũng không, nó sủi đầu vậy nè, nó cũng khó bán mà. Phải con tôm mà nó vậy nè. À, để từ 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 quỳnh từ từ. Đó nó dễ bán. Đây, ok. Không bị sủi đầu. Rồi quăng cái con tôm kia lên lại. Là ba con tôm kia lên. Bởi đặt hàng mà không qua không, tức là mình hối đi lựa hàng được phải chịu thôi à. Giờ giao sao ăn vậy? Đó, hư rồi. Lại hư, tính ra bao nhiêu con hư rồi. Mà nãy chị Hồng chỉ đưa qua đổ một cái thôi. 5 con hư. Tôi cho bao nhiêu con? 5 6 bình thường tôm nằm xanh có giá nhiều cái bàn chưa? Bình thường mà tôm này anh. Ừ. Tôm này ở nếu mà ngoài chợ bán 120-130. 120-130 hả? Mà lại ngon á hả? Sống hả? Còn muối với bình điện. Tôm này tôm hút sơ là có chừng giá chừng 100-150. Mà còn bị hư chịu thôi sao vậy? Không, bây giờ cái nếu mà hút sơ là anh biết không? Là hút sơ có nghĩa là nó chết từ tối tới giờ tay dẫn đá rồi hút sơ á. Okay. Chứ mà tôm có đẹp có nhưng mà nó không để tôm mà tớ bị gì đâu. Ừ, tôm về nó dùng bỏ rồi nó có bán đâu. Giờ mấy năm con đó giờ làm gì giờ? Bầm ra lấy thịt nó thôi, nấu canh. Nấu canh hả? Ăn được không? Được. Vẫn còn tươi hả? Chắc không? Bẻ ra thử luôn đi Quỳnh. Thúi anh hả? Thúi hả? Không, con nào thúi thì dục nha. Thúi. Phần thịt thúi luôn hả? Ngày mai mình sẽ nướng tôm càng xanh. Mình nướng để càng nó mới ngon. Cái càng nó thực ra nó cũng không có thịt đúng không? Có anh. Có. Nhỏ xíu. Lấy cái gì đó, lấy cái đũa cái tâm chọc ra cái gì. Chắc bạn gấp càng. Như vậy là một ký tôm càng xanh các bạn bước đi khoảng độ 5 con, như vậy là cũng gần kiếm khoảng độ 1/3 rồi. Muốn vườn 50 ngàn có rồi. Hơi đau lòng. Cái vấn đề ở chỗ là mình muốn xem coi là cái quy trình từ lúc mà nhận đơn, đưa đơn về, cái dài hàng cho về và cái chất lượng hàng hóa thế nào thôi. Bây giờ chúng ta chiên đậu hũ ha, đã ướp rồi.
này có xả các bạn, chút xíu ớt, chút xíu muối, chút xíu bột ngọt. À, một phần mất. Mình cái bài mình làm lớn hơn. Ăn chay. Ăn chay sau khi ăn tôm. Tôm không đủ thì phải bỏ thêm đậu hũ vô. Bây giờ là 12 giờ trưa ngày 30 tháng 8 năm 2021. Rồi, khi chính mình sẽ quay lại. Đậu hũ đã chín các bạn ơi, sắp chín hết chứ. Chả quá trời chả không. Và đây các bạn, tối hôm qua 1kg tôm 18 con ha, chỉ còn lại 12 con thôi, bây giờ là... Cái con này là em cứu giãn á. Buổi trưa ngày 30 tháng 8 năm 2021, bây giờ mình sẽ ướp tôm nha, để làm nướng. Như vậy là 18 con, mất đi sườn 6 con, 1 phần 3 rồi. Ơi, trong mùa này khổ quá. Mình mua đồ ăn mà không có đi ra ngoài lửa được, phải chịu thôi. Đặt một lần rồi sẽ bye bye. Bye bye luôn. Đó. Rồi ok. Có bao lâu rồi? Nghĩa thế. Ốp dùng 15 phút nướng liền ha. Rồi ok. Ốp này ốp chế độ mặn. Và trưa hôm nay chúng ta sẽ ăn canh rong biển ha. Một bịch rong biển thế này nè, 15.000 đồng. Rồi mình chuyển sang. Ở đây các bạn để ý ha. Ở đây là nhà nhập khẩu. Đây các bạn để ý nè, nhà nhập khẩu nè. Anh Liêm. Địa chỉ là 29/50/4B Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận. Điều quan trọng các bạn thấy nè, ở đây rất là buồn cười. Họ sử dụng mình gọi là chị Google để dịch. Dịch toàn bộ cái tiếng Hoa sang tiếng Việt. Rồi các bạn sẽ thấy rất là buồn cười đây nè. Lưu trữ. Lưu trữ trong một cơn mưa sạch. Không có gì Quỳnh. Không có, không ẩm ướt, tối diễn ra. Không có được với độc hại, mùi hôi. Độc hại dễ dàng để các chất ăn mòn được trộn lẫn trong cùng một vị trí. Các bạn thấy không? Tức là nhà nhập khẩu Việt Nam nhập một sản phẩm từ Trung Quốc nhưng mà lại để cái dùng Google dịch. Rất là buồn cười luôn. Ở đây là nhà sản xuất nè, tỉnh Phúc Kiến, thành phố Giang Đông Xưa. Mình không biết là Giang Đông Xưa ở đâu. Bãi xa à. Nói chung là từ tỉnh Phúc Kiến ha. Dù sao thì cái rong biển thì mình ăn khá là nhiều. Mình thích ăn canh rong biển, nấu chung với thịt bằm hoặc là tôm khô. À ở đây mình thấy là địa chỉ nè, Chin Giang, Tung Sư, Bãi xa, làng 88/99. Rồi ơi, chúng ta rửa sơ ha. Ba cái bụi thì có bụi rồi. Này, rửa sơ. Cái tay lại. Ờ, bỏ vô nước hết rồi liền à. Rửa khoảng độ 2-3 nước thì mình cho nước. Rồi. Bắt nước sôi cho thịt vô. Dính nữa, nãy giờ không tắt được. Đây, vô giờ mình biết mình biết rồi. Để đi lấy chiếc ngọt mà. Lát ai may mắn thì được cục lớn. Rồi cho nghỉ vô, không hết vô luôn rồi. Liêm là một cái là ok đó. Chín nhanh lắm này. Rồi liêm sơ là ok.
Rồi bây giờ chúng ta nướng tôm ha. Đó. Trời bên ngoài rất là nắng. Nóng chưa Quỳnh? Nóng rồi. Ừ, ok. Tất cả là 12 con. Ngày 30 tháng 8 năm 2021. Tôi được 1 ký tôm. Các bạn nghe giọng Quy không? Đang học nghề. Khi nào Quy có nhiều video thì mình sẽ giới thiệu các bạn ha. Qua bên đó xem vợ chồng của Quy. Vậy 30 tháng 8 hoài Quy. Để luôn. Rồi bỏ. 12 con chơi hết luôn Quỳnh. Không đủ chỗ anh. Đúng không? Không được mà nhét lên. Còn có 3 con hả? Đây, một số con chuẩn bị chín các bạn. Tôm nướng nhanh ha, bữa làm cái món sườn nướng trời lâu vậy đâu. Mình nhớ về buffet tôm càng xanh của bà Cội Cần Thơ ở Sài Gòn. Trời, có 179.000 đồng ăn thấy bà luôn á. Mà đồ 50 món các bạn. Không biết các bạn còn nhớ không? Ở Cần Thơ và Sài Gòn mình quay rồi video buffet buổi tối. Tháng này chưa được đi ăn buffet. Cái vỏ nó mới chuyển màu để cho mình đợi lâu. Không để quá lâu nó khô. Để có bộ này 12 con này chắc ăn được hết Quỳnh hả? Hên xui. Ừ. Có mấy con hồi hôm qua mà cũng giãn được quá anh. Để coi mấy con ăn được. Còn mấy con kia nó bình thường. Quỳnh cười lên cái. Đấy, cái em cười. Xong. Rồi, chúng ta đi ăn cơm ha. Các bạn nhìn nè. Ủa, nãy giờ nó đứng nhìn mình quá trời luôn. Cái mùi tôm nó bay ra ngoài đó. Đó, khói nè. Khói bốc lên. Kiki, vô đây. Diệm cho ăn, vô cho nó ăn, diệm cho nó ăn. Rồi thử đi, chắc chín rồi mà. Đấy, cắt phần chính giữa ra. Làm giống chín. Chín rồi. Chín rồi. Đó. Chín rồi. Tắt lửa đi. Để hồi nó khô à. Tắt lửa đi. Đó. Rồi chín rồi. Chín rồi. Đưa ra. Đúng rồi. Thử Quỳnh, không biết nó có vô được tới cái vị ướp muối vô cái đó không nữa. Vô không? Các bạn cứ tin tưởng về Quỳnh đi. Đây, khẩu hiệu của Quỳnh là vậy. Cứ tin tưởng gì là về Quỳnh đi. 12 giờ trưa tới 3 giờ chiều ăn cơm. Rồi. Ok, chín. Đây, nó bay lên vô cổ họng luôn. Ngon quá trời. Đấy, nghe cái mùi cái vỏ nó khói bay lên thơm gì đâu. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.